Ở đời các vị thấy cái gì rồi nó cũng đến, rồi nó đến rồi nó qua, mà đối diện cái đến đó là tùy cái thái độ của mỗi người. Cho nên tôi từng nói với các vị là trái ớt tất cả chúng ta đều có lý do để ăn. Tức là tất cả chúng ta đây buộc phải ăn ớt. Nhưng mà cái tâm trạng ăn ớt hay là cái thái độ chúng ta phản ứng về cái vị cay của ớt là khác nhau ạ. Đúng không? Có người cay chịu không nổi, nhưng mà có người cay thì sao? Ngon. Có những cay ngon hít hà nhưng mà vẫn ngon. Cho nên ăn ớt là phải cay. Nhưng mà cái cảm nhận của chúng ta về vị cay chịu đựng được ở mức độ nào, nồng độ cay bao nhiêu, đó là việc luyện tập hay là tôi luyện hay là cái cảm giác của chúng ta về điều đó. Còn mọi thứ thành bại được mất khổ vui, nó vốn diễn ra trong cuộc đời của nhân loại nói chung và mỗi thân phận chúng ta nói riêng. Bây giờ tôi nói với các vị, danh tiếng trong cuộc đời ai rồi cũng có một thời hết. Những ca sĩ nổi tiếng, những siêu sao điện ảnh hay là những hoa hậu gì đó, diễn viên điện ảnh trên màn bạc nổi tiếng, nổi hoài không? Hả? Nổi một lúc thôi rồi nó cũng chìm chứ. Cho nên ai con người nó cũng có một thời. Đừng cho cái gì là vĩnh cửu. Ai bám và cho cái gì là vĩnh cửu là đau khổ với cái đó. Cho nên có những người không hiểu được điều này, cứ nghĩ rằng cái gì nó cũng phải tồn tại mãi mãi. Cho nên đặt ra những điều kiện cho nó, tự đặt ra cho nó là như vậy, và tự ôm giữ nó như một cái sự cố chấp. Vì vậy cái gì có thể gia chạm tới, ảnh hưởng tới, đổi thay đó rất là đau khổ. Thậm chí những người phải thủ đoạn để bảo vệ lấy. Nhưng làm sao bảo vệ được? Cái gì cũng một thời thôi chứ. Bây giờ danh hiệu hoa hậu, bây giờ hoa hậu là độ tuổi 19 đôi mươi gì đó, 20 hăm mấy gì đó. Rồi bây giờ bảo vệ hoa hậu được bao lâu? Và hình ảnh của hoa hậu đã giữ được bao lâu? Rồi tới một ngày nào đó chúng ta cũng độ tuổi 40-50 thì sao? Hả? Cũng có khác đi sao được? Con người chúng ta phải da nhăn rồi tóc bạc rồi tất cả mọi thứ, cho nhuộm cách mấy nhuộm nó đen hoài không? Hả? Xin thưa các vị, một số người tôi thấy họ cũng đi nhuộm đó. Rồi nhuộm thời gian chừng tháng 2 tháng cái nó có ủ ngoài đen mà sao khúc trong nó vậy nè. Hả? Nó cũng lạ lạ. Cho nên các vị thấy rồi, có đi làm gì, có thay đổi cũng không thay đổi được quy luật thật của nó. Rồi đến một độ tuổi nào đó ấy sao? Hả? Nó cũng phải trống thôi. Rồi có chồng vô thì nó cũng tạm thời mấp máy cái gì đó này kia, hoặc là để cười cho nó đỡ trống hàm vậy thôi, chứ còn sự thật rằng có mang hoài nổi không? Rồi về nhà đi đám thì gắn vô vậy đó, để đi đặng ra cho cười với mọi người để thấy ít nhất thì chúng ta cũng đỡ trống hàm. Nhưng mà về sao mang hoài nổi sao, có phải không? Rồi cũng phải tháo ra để vệ sinh hoặc để ngủ á, có phải không? Rồi khi tháo ra rồi sao thì cũng mẩm mo mẩm re vậy đó, đó. Thì đó tức là không thay đổi được cái sự thật đó, nhưng mà nó là như thế thôi. Danh tiếng tất cả mọi người trong cuộc đời, rồi gì, tiếng chê tiếng khen, thị phi mọi thứ. Rồi trong cuộc đời sao? Những gì thị phi trong cuộc đời, nổi tiếng trong lịch sử để chê bai, để chỉ trích, để mỉa mai, rồi sao? Cũng đâu ai đủ hơi sức để nói hoài. Thì cái gì nói cho đã, lãi nhãi thời gian rồi cũng thôi thôi chứ mắc gì. Nhưng mà những con người chúng ta đối diện là nạn nhân trong đó, thì chúng ta trải nghiệm cái này đau khổ thế nào thì nó vốn có. Nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng qua. Rồi chân lý vẫn là chân lý, sự thật vẫn là sự thật, và sự tồn tại của con người là quan trọng thế nào. Cho nên làm sao chúng ta phải đối diện được những cái này. Hào hoa danh tiếng chúng ta đối diện đầy hãnh diện, nhưng mà mỉa mai khinh chê thị phi diễn ra, chúng ta cũng phải như thế nào để đối diện. Đây là một cái điều mà gọi là mỗi con người chúng ta đều phải biết. Nhờ biết những cái điều đó để chi? Bình an hơn trong cuộc sống. Cho nên thái độ chúng ta đối diện với cái đó như thế nào, đây là điều quan trọng.